ngày 22 tháng 3 tại trụ sở kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính và Tập đoàn Sovico đã tiến hành bàn giao cổng thông tin điện tử ủng hộ trực tuyến cho Ban quản lý Quỹ vaccine phòng covid-19 để tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ cho quỹ, góp phần chung tay cùng cả nước thực hiện chiến lược tiêm vaccine sớm, đẩy lùi đại dịch, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới. Việc bàn giao cổng thông tin điện tử quỹ vaccine covid19.gov.vn sẽ giúp ban quản lý quỹ vaccine phòng covid19 từng bước làm chủ việc quản trị vận hành và phát triển cổng thông tin điện tử. Ban quản lý quỹ vaccine phòng covid19 và tập đoàn Sovico sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cổng thông tin điện tử quỹ trong thời gian tới. Tiến tới là một cổng thanh toán trên nền tảng internet tích hợp với các ngân hàng và ví điện tử nhằm tạo thêm tiện ích cho người dùng ủng hộ quỹ phòng chống covid19. Đồng thời tiếp tục cung cấp các thông tin hình ảnh và các hoạt động ủng hộ phòng chống dịch covid19 của các tổ chức cá nhân trong toàn xã hội. Tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 3, tổng số nguồn thu đã được tập trung vào tài khoản của quỹ bằng Việt Nam đồng và bằng ngoại tệ quy đổi là hơn 8.954 tỷ đồng, bao gồm tiền lãi gửi ngân hàng, số chi từ quỹ là gần 7.700 tỷ đồng.